Nhưng mà cái thao tác này các bạn vẫn phải mở ra để nghe gọi nhá. Hiện tại này nó chỉ tác dụng là một tắt mở màn hình này, hai giao diện chờ này, thứ ba là nhìn cuộc gọi đến thôi. Ngoài ra đối với máy dòng Samsung hoặc là Huawei, các bạn có thể cài đặt phím âm lượng thành phím nghe hoặc là phím nguồn sẽ thành phím tắt. Bây giờ mình sẽ ví dụ nhé, như trên Samsung chẳng hạn này, thì các bạn vào cài đặt cho mình đây, cài đặt này, các bạn chọn cho mình cái mục dưới này đây, nghe nhìn và thao tác nhé, nghe nhìn và thao tác đấy ạ, các bạn thấy chưa? Trong này có mục trả lời về kết thúc cuộc gọi, các bạn bật lên thì trong này có mục là nhấn phím tăng âm lượng để trả lời cuộc gọi, mình mở ra phím nguồn để kết thúc cuộc gọi đấy, các bạn mở ra, thế vậy là xong. Các bạn khi có cuộc gọi đến thì nhìn thông qua màn hình này đó, các bạn thông qua màn hình này đấy, các bạn nhìn thông qua màn hình này, khi mà có gọi đến bạn chỉ cần bấm phím tăng âm lượng đây, phím tăng âm lượng đấy ạ, đây phím tăng âm lượng, bấm cái là có thành phím nghe, ra cuộc gọi sẽ tự động trả lời không cần phải mở ra, và phím nguồn đây, phím nguồn đấy ạ, phím nguồn này các bạn bấm là nó sẽ thành cái phím tắt cuộc gọi, mình không cần phải mở ra nữa, rất là tiện phải không ạ? Đấy, các bạn thấy không, bao ra này ngoài ra có thể chống máy nữa, chống máy là nghiêng rất là hiệu quả. Đây mình sẽ chống thử các bạn xem, để nhấc cái này lên các bạn gài đây là xong phải không ạ? Đấy, rất là đẹp, rất là sang trọng lịch sự mà đẹp bóng bẩy cực kỳ luôn, rất tiện đấy. Ngoài ra phía trong này còn có hai cái nam châm để nó hút vào nhau để khỏi bao ra khỏi lật bật ạ.